Hello, welcome to my channel Game Rap. Hôm nay mình đi chơi 8 đôi game đầy khả ái và ngây ngất lòng người luôn. Wow, đầu tiên là cái trò Ben 10. Wow, đây chính là giao diện của game. Bản 11 rồi kìa, cấp độ 11 rồi, kinh thế. Let's go. Let's go. Ôi trời. Dạo gần đây trên kênh của mình có rất nhiều vấn đề, đó chính là cái vấn đề mất đề xuất. Trời, mất đề xuất kinh lắm các bạn ạ. Cứ lên được một hôm mai lại tụt tụt một cách gọi là tụt quần luôn, không còn thấy gọi là mặt trời đâu cả. Không sao, một tương lai tươi sáng này vẫn đang chờ đợi kênh của mình. Chú 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 chú, chúng ta sẽ hóa thành cái con bướm. À không phải con bướm, các bạn đang được nhìn thấy đây là một con ruồi từ một hành tinh khác, nhưng mà cái gen của nó đã được cái đồng hồ của Ben nó thu lại á. Chúng ta vừa rơi từ một độ cao rất là cao. What? Sống lại rồi, sống lại rồi. Cái đồng hồ của Ben này rất là tuyệt vời luôn. Nó sẽ thu thập hết lại những cái gen của người ngoài hành tinh. Những cái gen nào tốt là thu hết luôn. Gen xấu cũng thu. Rồi chúng ta có khả năng biến hình thành những siêu anh hùng đó. Cái series phim này ngày xưa mình chỉ xem có mỗi hồi 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 Ben còn bé. Sau đó thì mất lại sống này. Sau đó thì không xem được nữa. Mấy năm sau mình thấy nó chiếu ở trên kênh Cartoon Network đúng không? Nhưng mà lại phiên bản tiếng Anh mới ghét để hồi đó biết tiếng Anh quạ gì đâu, nhưng mà vẫn xem. Ha, mình đã kết thúc cái màn 11 rồi, mình sang trò chơi tiếp theo, đó chính là cái trò Tom Hút Răng. Wow, đã vào rồi. Chúng ta đang chứng kiến sự có mặt của hai bữa Tom trên màn hình đây. Let's go, để bật cái mạng lên cơ. Mình sẽ đấu qua mạng. Cái chế độ chạy đua Racing này. Có một người bạn nước nào đây? Ôi mấy cái cờ này mình đích biết luôn. Tên 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 tên. Uầy, mấy ông kia đua nhanh thế. Ôi, nhìn Hanh kìa, Hanh chạy nhanh không? Ôi, lại bị bỏ xa rồi. Mặc đồ đẹp để làm cái gì? Khi mà chạy chậm thế này không biết. Hình như mỗi nhân vật trong này, mỗi mặc bộ trang phục nào đó sẽ mang lại một cái hiệu ứng, một cái tốc độ khác nhau, một cái thể trạng khác nhau. Riêng mình thấy Hyper Tom này chạy rất là chậm luôn. Ôi, về bét này, chưa bao đua về bét, hôm nay về bét này. Ôi. Thôi được rồi. Rồi, mình sẽ vào cái chế độ đua cúp này. Chúng ta sẽ chỉ đua chế độ khó nhất đi. Let's go nhá. Tên tên tên. Mình đã chọn cái màn đua khó nhất trong 3 chế độ. Chúng ta phải tốn mất khoảng 15 của cái thuốc nổ ấy để chơi cái màn này này. Không phải miễn phí đâu nha. Nhưng mà hai bờ thò này mình chạy thấy chạy chậm lắm, không bằng sai bờ thò, sai bờ Angela chạy nhanh hơn nhiều. Đây kiểu như chạy ba la tông kiểm tra một tiết ấy. Ngày xưa cái bộ môn chạy một tiết kiểm tra một tiết. Úi dồi ôi, mình lúc nào về bét. Chúng ta đã thua hôm ngoài đời về bét, trong game về bét luôn.
Không còn gì để nói. Rồi mình sang cho Flying Zombie. What? Giao diện game nhanh vãi. Mình sẽ xem qua cái sự kiện trong ngày không. Không có. Thì mình vào chế độ đấu hạng luôn. Chúng ta đang tìm đối thủ à? Wow. Đối thủ chúng ta đây. Sang bên này có con zombie cá mập. Quái vật. Kinh thế. Let's go. Ui, không chọn thì con phù thủy rồi. Thôi chọn con này cũng được. Let's go. Chúng ta có 3 phút chỉ chơi trong cái màn này đây. Mấy con zombie này vừa vào phát mình phù, phát nó quay lại nó cắn những con zombie khác luôn này. Nhưng con yếu quá. Yếu quá, yếu quá. Ui. Ơ cái con này đấy, chả phù nó đi để nó tiến lên nó cắn đi rồi. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Ô có một con đà điểu này. Không phù được cái con này luôn con ạ. Wow. Hai cây này đặt lên nhau thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luôn này. À, cái con đà điểu này bị mình phù ấy, nó quay nó cắn. Tiền, tiền nhiều quá. Có một đôi hoa mặt trời. Cái con zombie này phù đi. Ui, phù mãi không được kìa. Quá đông không? Nhìn đâu không? Ủa tiền nhiều quá. Wow, mình phù được một cái con zombie gì cả. Kinh khủng. Con này mà đập thì chắc là nát cả đội hình luôn. Chết thôi, thôi chết thôi. Ôi, mà không để ý phát. Bọn này nó đến nó quấn bay cả nhà cửa của mình rồi. Wow, lần này lại chiến thắng. Đó, đi bảo mà. Mình sang trò chơi tiếp theo. Trò Red Ball. Quê, let's go. Mình chơi trong cái phần Green Hell này. Quánh cái bàn 6 này. Chúng ta đang cùng quả bóng màu đen. Bóng đen. Đâu phê, bot đen. Sở dĩ mình chọn cái phần Green Hell này bởi vì quả bóng chúng ta đang có màu đen đứng trước cái nền này nó rất là nổi luôn. Ai có thể nhìn thấy. Đấy. Đó, thấy không? Tông màu chủ đạo của cái phần Green Hell này đó chính là cái màu màu blue, màu xanh của mặt trời này. Green màu xanh của cây cỏ và những cái ngọn đồi. Tiếp theo đó là cái màu nâu của màu đất này. Quả bóng màu đen của mình nó đi trong cái địa hình này phải nói là quá nổi luôn. Nó tựa như là một cái nứt ruồi ấy đang bon. Nhưng mà cũng rất là may bởi vì mình thiết lập máy quay khá là tốt cho nên là mọi người đều nhìn rõ chứ. Chắc là nhìn rõ hết thôi. Có thấy ai phản hồi gì đâu. Có thấy ai phản hồi là không nhìn rõ đâu. Ok, nếu mà
chất lượng clip còn kém quá thì mọi người có thể để lại bình luận để mình có thể cải thiện những clip lần sau hơn. Thank you. Chu 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 chu. Ở trong cái phần này là cái phần kiểu như cổ đại ngày xưa ấy. Nên là những chiếc xe này, những cái gỗ ở đây hoàn toàn là thô sơ, làm bằng gỗ nguyên chất luôn, không có hiện đại như trong cái phần đi trong hang động hay trong nhà máy sản xuất hộp đâu. Còn lâu chúng ta mới bước sang cái giai đoạn ý. Cứ phải từ từ. Kéo. Ngày xưa có cái phiên bản web, phiên bản chơi trên mạng, là ở trong cái background này có một đám nho ấy, ở một chùm nho ở phía xa xa, ở tít trên ngọn đồi này. Trong cái background nó nhìn đẹp hơn cái background này. Cái hình nền à. Không sao. Dù sao thì với cái trò chơi này cũng khiến nhiều người đã ngất ngây rồi. Mình đang đến màn 10 cơ. Ui hui. Hàng ngày thì mình vẫn quay clip và cố gắng tìm đi một cái hướng đi mới nào cho những cái clip của mình, nhưng mà hiện tại vẫn chưa tìm được các bạn ạ. Hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu cả. Không biết là chúng ta có thể quay này mãi không. Wow. Hay là một ngày đó kênh của mình sẽ chuyển sang cái thể loại là chơi bắn bắn gì nhỉ, bắp PUG là chơi cái gì đấy, chơi bắn nhau, mình chơi bắn nhau. Wow. Chúng ta chơi màn 11 rồi cơ. Chơi mấy cái game góc nhìn thứ nhất ấy mình rất là khó chịu, không chơi được lâu nên là mình có trên kênh mình rất ít chơi mấy cái trò ấy đâu. Thỉnh thoảng chơi thôi. Thỉnh thoảng mình có đá đưa qua một tí. Thì mình sang trò chơi tiếp theo. Mình sẽ sang cái trò Wormhead. Uầy uầy, trò này vào rồi đi. Trò này nhìn xịn xò đáo đi. Mình đang chọn cái màu con run của mình. Mình sẽ chọn màu blue đi. À, màu green đi. Cho nó dịu mắt. Let's go. Quay vào luôn nè. Trò này là không giống như cái trò Slither, đúng không? Trò này điều khiển khó hơn các bạn ạ. Trò này điều khiển nó khó hơn nữa. Mình phải dùng tay này để điều khiển này. Tăng tốc là có tăng tốc. Trò này có tăng tốc để dứt điểm kết liễu đối thủ. Mà tại sao? Tại sao trên màn hình này chả có con run nào khác nhỉ? Không gian đây khá là mênh mông. Với cái tông màu chủ đạo là cái màu đen. Đấy, màu đen giáp lại với những cái hình lưới này. Mình đang đi ăn những cái bánh ngọt này. Để gia tăng cải thiện kích thước lên. Nhưng mà sao không thấy con run nào đi? Có phải là mình độc tôn không? Wow, cái bảng xếp hạng của mình hiện tại mình đang đứng ở vị trí thứ 156 các bạn ạ. Mà chả thấy một con run nào trên bản đồ ấy luôn. Người ở đâu? Where are you? Wow. Tích có một con run nào luôn các bạn ơi. À đây mình chuyển được chế độ rồi. Chế độ này. Tay cầm này. Này chứ. Tay cầm này, nhưng sao tay cầm này vẫn khó. À bây giờ mới biết. Hiểu rồi. Chúng ta đang ở vùng ngoại ô đây nên không thấy có một con run nào khác cả. Ủa đây 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 đây. Vừa nhắc tới đã có luôn này. Mình vào đây thì ăn hôi của những cái con run này một tí. Thường là những con run to to này sẽ quây những cái con run nhỏ ấy. Thế những con run nhỏ này cho nó sẽ bị kẹp. Quá. Mình đạt 816 điểm. Quá khó cho cái trò chơi này. Ok, mình sang trò chơi tiếp theo. Chính là trò
Lớp Ôi ôi, đây chính là giao diện của game này. Mình đánh cái màn bao nhiêu rồi? 180 mấy rồi. Cái màn này, trời ơi, màn này khó qua quá. Ui, wow, chúng ta dùng hết cả mực kìa, mình chiến thắng được cái màn này, quá kinh khủng. Next, cái màn tiếp theo. Rồi liệu có đến được với nhau không? Dạo này là chơi kiểu gì toàn được có 2 sao rồi các bạn ạ. Chắn ở đây. Toàn 2 sao rất là cùi bắp mà. Rồi mình sẽ đến cái phần này. Phần này thì khá là dễ, đơn giản hơn rồi. Nhắc tiếp. Đó. Có Halloween này. Sao cái màn lần trước mình qua rồi bây lại bị bắt chơi lại này. Tác động nhẹ nhàng ở đây thôi. Kẹo sắp hết rồi. Wow, may quá, may quá. Có even này. Next, sang màn tiếp theo. Vâng. Ôi trời ơi, ngu người rồi. Quay lại. Đấy, phải vẽ này này. Wow, mình vẽ quá tay à. Vẽ quá tay phát hết cả mực. Chỉ đạt được 2 sao. Dạo này chơi vậy kém quá. Không được, không được, không được. Vẽ nhầm rồi. Cái này nó sẽ tự tự trôi về đây thôi. Chúng ta đặt mấy cái mốc đây, nó sẽ tạo cái lực nó tự trôi về thôi. Có đến được với nhau không? Quá đến được cái chứ. Yeah. À, đó chính là cái trò lớp bò. Mình sang cái trò tiếp theo nhé. Trò Angry Bird. Ui, đây chính là giao diện của game. Rồi. Mình đã đến với mặt tầng thứ 8 của bộ môn. Màn 8 tầng 4. Bộ môn càn khôn đại Nazi. Con thua rồi. Cho đây. Bắn cái quả con chim này vào đây. Đó, sát thương của nó sẽ làm lan tỏa nổ 2 cái luôn. Nổ 2 cái bức tường thành này luôn. Và mình sẽ đạt được 3 sao của cái màn này. Ngày xưa có cái trò Angry Bird Classic, bây giờ nó gỡ mất rồi. Mình sẽ bắn ở đây. Bắn ở đây, kích một quả bom này. Đó, đó. Mọi người nhìn thấy gì không? Còn con nữa. What? Không thể. Kiểu con chim này sức công phá nó mới lao được vào đây thôi. Có được 3 sao này. Hai. Ui, vẫn được 3 sao. Mình sẽ sang cái tầng thứ 5. Tầng thứ 5. À, chưa sang được. Cùng bản lần cuối cùng. Ui ui. Ui ui. Theo cái hiệu ứng domino luôn. Bị lừa, bị lừa thôi các bạn. Bị lừa rồi. Chúng ta phải bắn vào đây cơ. Thực ra mấy trong cái này nó có ruột đấy. Ok, mình sẽ sang cái trò Temporan. Ui, giao diện của game đã được mở ra rồi.
Let's go. Người sói à? Cái nhân vật này của mình hôm nay vẫn là một người sói. Người sói này mất khá nhiều tiền để mua đấy. Người sói nhưng mà thở tiếng của lợn. Đấy, kêu im 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 im. Cái địa hình này thì không có cơ hội để lướt trên dòng sông nhiều đâu. Toàn đi trên bộ thôi. Lần đầu tiên trong lịch sử có một cái con tê tê dám đuổi theo một con sói. Không biết đây là sói thật hay là trang phục, nhưng mà mình nhìn thấy đây có cảm giác đây sói thật ấy. Sói thật thì sao ấy? Thấy có móng vuốt đúng không? Chân có móng vuốt. Thế là chắc là sói thật rồi. Chắc là nhà thám hiểm chúng ta đã đi vào một trong cái lăng mộ nào đó, hay là vào một cái nơi nào bí hiểm, thế là bị yểm bùa rồi. Thế nó hóa thành sói. Mãi mãi không trở thành người được. Nhà thao mang theo cái bộ dạng này thôi. Út xồi, cái quần này nó lại đuổi tiếp. Ghê. Ôi, con này liên tục nó đuổi luôn, sợ chưa kìa. Ngoài thua bố thôi. Đó chính là 8 trò chơi ngày hôm nay của mình. Goodbye. See you again.